Đi cẩn thận nhá, sao còn đeo tai phone cái làm gì? Đó, nghe yeah. Nhạc ấy, nhạc cái bài gì á, ngồi bên anh giống như ngày xưa ngồi bên ông ấy. Tôi đi nhá, bà lại ông nhá. Ờ, đi cẩn thận nhá, đã già rồi còn tai phone với tai phèo. Cho bà ra đi con, kéo bà, nào, đây đằng này, trời ơi giúp bà đi này. Trời ơi, nắn nào, ô, bà già rồi, ô, bà trồng chuối rồi. Ôi, cái lưng của bà già. Trời ơi, thầy đang bảo bây giờ có nhiều bài hit lắm. Bài gì thế nhỉ? Cái bài gì mà ngồi bên anh hả? Rồi. Mình phải đi sang thăm cháu mới được. Hay phết nhờ. Trời ơi, mấy hôm nay không thấy nó sang, phải sang chơi với nó thôi. Ông ơi! Ôi! Ông ở nhà nhá! Tôi đi sang thăm cháu nhá! Đi cẩn thận nhá! Sao còn đeo tai phone cái làm gì? Đó! Nghe yeah. Nhạc ấy! Nhạc cái bài gì á? Ngồi bên anh giống như ngày xưa ngồi bên ông ấy! Tôi đi nhá! Bà lại ông nhá! Đó! Đi cẩn thận nhá! Đã già rồi còn tai phone với tai phèo! Trời! Nhạc hay lắm ông ơi! Cũng là bài hit có khác! Hay thế! Ôi! Chưa đi đâu mà nhà này vắng thế này. Chú ơi, bà sang chơi này. Wow, nhà nó lại mới lắp cái đu quay. Thằng con mệt thế mà nó không lắp cho mình một cái. Trời tí vậy. Ồ, cái này ngồi thế nào đây? Ngồi này à? Ngồi nào? Ồ, trời. Ngồi thế này nghe nhạc là nhất bố cháy rồi đấy. Wow, đúng rồi. Ôi giời, mà làm sao này? Ôi chết rồi, chết rồi. Con ơi, trời ơi, chú ơi, con nào, con ơi. Chú ơi, trời ơi, con ơi, ba bị mắc kẹt rồi con ơi. Ôi trời ơi, giờ làm nào bây giờ con ơi. Ba lắc tuổi với chơi như này không? Ôi nhưng mà bà già, nhưng mà cháu thấy đấy, bà, bà đang đeo tai nghe. Đấy này, đến bài hit rồi đấy, bài gì mà người lạ ơi, mấy người lạ ơi. Ôi cứu bà ra đi, trời ơi chú ơi. Đã già rồi còn yêu em thấy con nữa. Thì á bà thấy bà mới cháu như nhau mà. Cho bà ra đi con, kéo bà, nào, đây đằng này, trời ơi giúp bà đi này. Trời ơi nắn nào, ô, bà già rồi, ô, bà trồng chuối rồi. Ôi, cái lưng của bà già. Ôi bà ơi, đau quá. Đau không? Đau đớn mà trời. Thấy một cái xương nào không? Không. Bà ơi già như này mà chơi với cái trò là không được. Cháu là nó như là từ cái chơi giống cháu. Nhưng mà mấy trò của bọn cháu hay lắm. Cái mông này quá. Đau. Dìu bà dậy. Trời ơi. Ôi giời. Mà nhà cháu đi đâu hết rồi. Mấy hôm nay không sang thăm bà. Bà phải mò sang đây thăm cháu đấy. Còn mang bao nhiêu là sữa với bánh này. Không, con hãy đi chơi. Nhà con đi chơi hả? Rồi, bây giờ bà dẫn bà vào nhà đi. Bà mệt quá rồi. Bà không ngồi đây nữa đâu. Đi vào nhà, cho bà nằm tí. Trời ơi, cái lưng của bà. Đỡ bà nào, con bé này. Hôm nay cứ như ngây ra thế hả? Ôi giời ơi. Cái trò này đu thì sướng, nhưng mà khi mình có rơi xuống cái lỗ kia thì trời ơi, tôi biết ngay là tôi đang bị thế nào mà. Thế bố mẹ đi đâu rồi con? Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.